Xin kính chào quý thầy cô, xin kính chào quý vị. Tôi tên là Đinh Trần Hạnh Nguyên là chủ biên của bộ sách tiếng Anh lớp 10 Explore New Worlds. Kính thưa quý vị, sách tiếng Anh thì có nhiều, nhưng đâu là bộ sách dành cho học sinh Việt để hình thành một thế hệ học sinh Việt Nam là công dân toàn cầu và có trách nhiệm với tổ quốc? Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần đầu tư xuất bản thiết bị giáo dục Việt Nam Vpic và National Geographic Learning đã kết hợp để ra mắt bộ sách tiếng Anh lớp 10 Explore New Worlds với sứ mệnh mang cuộc sống vào bài học và đưa bài học vào cuộc sống trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc giáo dục thời đại mới. Thưa quý vị, Tiếng Anh 10 Explore New Worlds là bộ sách tiếng Anh dành cho học sinh lớp 10, được biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Bộ sách Tiếng Anh 10 Explore New Worlds có tham khảo và sử dụng các nguồn học liệu tiên tiến của nước ngoài với sự phối hợp biên soạn của đội ngũ tác giả là các chuyên gia uy tín trong và ngoài nước biên soạn, có sự tham vấn về chuyên môn của các chuyên gia hàng đầu trên thế giới về giảng dạy tiếng Anh, phù hợp với điều kiện dạy và học tại các vùng miền khác nhau ở Việt Nam. Chính vì vậy, bộ sách đóng góp tích cực vào việc hỗ trợ giáo viên và học sinh trên cả nước phát huy tính chủ động, sáng tạo theo định hướng và quy định của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bộ sách tuân thủ đúng quy định theo thông tư số 32 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ sách được phát triển dựa trên các nguyên tắc hình thành và phát triển tiếng Anh là một công cụ giao tiếp quốc tế sử dụng những hình ảnh và nội dung về con người thật, địa điểm thật và thế giới thật giúp học sinh xây dựng vốn hiểu biết về thế giới xung quanh thông qua việc học tiếng Anh. Phản ánh các khái niệm và nguyên tắc cơ bản trong dạy học phù hợp lứa tuổi thanh thiếu niên. Tiếp cận dạy học theo định hướng phát triển năng lực và thúc đẩy học sinh sử dụng các kỹ năng cần thiết của thế kỷ thứ 21 như giải quyết vấn đề, tư duy phân tích, làm việc nhóm thông qua các chủ đề, chủ điểm mang tính thời đại. Bộ sách tiếng Anh 10 Explore New Worlds là sản phẩm chất lượng, có tham khảo và sử dụng các nguồn học liệu tiên tiến của nước ngoài. Kính thưa quý vị, thành phẩm của bộ sách tiếng Anh 10 Explore New Worlds gồm đầy đủ và đa dạng các tài nguyên và học liệu nhằm giới thiệu, thực hành, củng cố và nâng cao nội dung đã học như sách học sinh, sách bài tập audio cho sách học sinh và sách bài tập, sách giáo viên, phần tài liệu tiết video journal tự chọn cho mỗi unit, giáo án gợi ý và các tài nguyên khác cho giáo viên, và bộ tài liệu kiểm tra, đánh giá và audio đi kèm dành cho giáo viên. Bộ sách tiếng Anh 10 Explore New Worlds được chia thành 12 đơn vị bài học, units, Mỗi đơn vị bài học như vậy thuộc một chủ đề khác nhau như people, going places, sports, communication, making plans, lifestyles và achievements. Với mỗi đơn vị bài học, mỗi chủ đề, học sinh sẽ được phát triển các khía cạnh ngôn ngữ như ngữ pháp, từ vựng, phát âm và rèn luyện đầy đủ bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, đặc biệt tập trung vào các kỹ năng giao tiếp. Cấu trúc của mỗi đơn vị bài học bao gồm bài mở đầu unit opener là một bức ảnh thật phản ánh thế giới thật có kèm theo miêu tả ngắn những bức ảnh trong unit opener được lựa chọn cẩn thận để làm sao vừa minh họa được chủ đề của bài học vừa cung cấp được tư liệu mang tính gợi mở và tạo hứng thú cho việc thảo luận trước khi bắt đầu mỗi đơn vị bài học học sinh có thể miêu tả bức ảnh kể tên những gì các em thấy trong đó và đoán xem bức ảnh được chụp ở đâu trong hoàn cảnh nào đi kèm theo mỗi bức ảnh là hai câu hỏi thảo luận được thiết kế sẵn nhằm dẫn nhập học sinh vào chủ đề của bài học. Lesson A bài học A tập trung phát triển từ vựng vocabulary theo chủ đề và cấu trúc ngữ pháp grammar bài luyện tập có độ khó tăng dần giúp học sinh chuyển dần từ việc nhận diện khám phá các điểm ngữ pháp và từ vựng mới trong ngữ cảnh sang việc luyện tập và vận dụng các kiến thức ngôn ngữ mới để liên hệ bản thân và giao tiếp trong cuộc sống đi kèm với lesson a là các trang tóm tắt ngữ pháp và luyện tập bổ sung ở cuối sách học sinh đó là phần grammar reference. Lesson b bài học b chú trọng phát triển kỹ năng nghe listening và giao tiếp communication và phát âm pronunciation các bài tập nghe đa dạng thuộc nhiều dạng thức văn bản khác nhau như độc thoại hội thoại các buổi nói chuyện trên đài các bài tập giao tiếp kỹ năng nói được thiết kế gồm các bài luyện tập có kiểm soát và chuyển dần sang các hình thức luyện tập tự do hơn, giúp học sinh sử dụng ngôn ngữ một cách có ý nghĩa để nói về bản thân và thế giới xung quanh. Các bài tập giao tiếp và bài tập nghe được thiết kế thuộc cùng một chủ đề và mục tiêu bài học, giúp cho việc dạy học tích hợp các kỹ năng ngôn ngữ diễn ra một cách tự nhiên và hiệu quả nhất. Phần phát âm gồm các bài tập nhận diện, phân biệt và các bài luyện tập có ý nghĩa giúp học sinh sử dụng điện phát âm vừa học trong câu và ngữ cảnh cuộc sống. Lesson C là phần mở rộng kiến thức ngôn ngữ về từ vựng theo chủ đề và ngữ pháp language expansion và grammar phần từ vựng nhấn mạnh khả năng sử dụng từ theo chủ đề trong ngữ cảnh phần ngữ pháp tiếp tục giúp học viên khám phá và luyện tập các cấu trúc ngữ pháp mới với độ khó tăng dần ngoài ra còn có nội dung tùy chọn hội thoại conversation giúp học sinh luyện tập thêm từ vựng và cấu trúc trong ngữ cảnh theo cặp đôi các chiếc lược nói speaking strategies được giới thiệu trong cùng một trang sách với các cụm từ thường được sử dụng cho các chức năng giao tiếp khác nhau lesson d xoay quanh kỹ năng đọc hiểu với các hoạt động dẫn nhập các bài luyện tập kỹ năng đọc hiểu và các câu hỏi thảo luận về chủ đề giúp phát triển khả năng tư duy phân tích các bài đọc thuộc chủ đề và dạng văn bản phong phú, mỗi bài đọc đi kèm một bức ảnh minh họa về người thật, việc thật trong cuộc sống và các ghi chú giải nghĩa từ vựng khó khi cần thiết. Lesson Y e, chú trọng phát triển hai kỹ năng sản sinh là kỹ năng nói giao tiếp communication và kỹ năng viết writing. Trong phần nói giao tiếp, học sinh sử dụng vốn từ vựng, ngữ pháp và ý tưởng có được từ các bài học trước để thực hành các hoạt động nói khác nhau. Phần giao tiếp này chính là nền tảng để học sinh luyện tập kỹ năng viết ở phần tiếp theo. Phần goal check cuối bài giúp đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu cần đạt của bài học thông qua việc sử dụng kiến thức và kỹ năng vừa học trong bài để viết một đoạn văn bản ngắn từ 120 đến 150 từ. Ngoài ra, mỗi unit còn có phần bài học không bắt buộc video journal. Tùy theo đối tượng người học và điều kiện cơ sở vật chất tại từng địa phương, giáo viên có thể linh hoạt tải video và bài luyện tập kèm theo trên trang web của bộ sách để bổ sung vào nguồn học liệu, giúp mở rộng và đa dạng hóa nội dung bài giảng theo chủ đề. Tất nhiên, là trong quá trình học, việc ôn tập và đánh giá học sinh thường xuyên và định kỳ cũng hết sức quan trọng. Với bộ sách Explore New Worlds dành cho học sinh lớp 10, mỗi bài học kết thúc bằng một hoạt động đánh giá thường xuyên Goal Check, cho phép giáo viên đánh giá mức đáp ứng các yêu cầu cần đạt của học sinh sau mỗi bài học. Học sinh cũng có thể căn cứ trên phần Goal Check này để tự đánh giá việc học của bản thân. Ngoài ra, còn có hệ thống các bài kiểm tra đánh giá mà giáo viên có thể tải xuống từ trang web mà giáo trình cung cấp, giúp đánh giá từ vựng, ngữ pháp và các kỹ năng nghe, đọc, viết cuối sách học sinh và sách bài tập đều có mã cào để truy cập sách giáo khoa điện tử và sách bài tập số hóa cùng với các bài tập tương tác các video minh họa các bài tập game hóa đa dạng thầy cô sử dụng sách được truy cập các tài nguyên hỗ trợ dạy học trực tuyến đa dạng với sách giáo viên số hóa cùng với audio sách bài học bài tập và các bài kiểm tra đánh giá kèm theo audio giáo án gợi ý chi tiết và các slide bài giảng trình chiếu gợi ý các thầy cô có thể tải các tài liệu này về chỉnh sửa để phù hợp hơn với ngữ cảnh lớp học và điều kiện giảng dạy ở từng vùng miền khác nhau. Vừa qua là những điểm chính của sách tiếng Anh lớp 10 Explore New Worlds. Kính chúc quý thầy cô thành công trong quá trình dạy học tiếng Anh với bộ sách này và tiếp tục truyền cảm hứng học tập hiệu quả cho học sinh của mình nhé. Trân trọng kính chào.